Rồi bây giờ mình bắt đầu round 4 TCVN mùa xuân 2023. Đây có xíu ngọc, tôi xin tôi kê này bắt đầu cái máy mình đưa ra cho mình. Cho xíu ngọc luôn. Không, vì là anh muốn tôm dứa, em tôm dứa. Dạ, hôm trước rồi. À, ok, tôm em. Hai viên thì cho nó dễ. Dạ, hai viên. Chín. Sáu. Trước sau. Đi trước. Không cả. Trước cho mọi người nha. Trước mượn hen. Đi sau mượn hen. Rồi, chơi đi hai bạn. Đá một tên anh ba hình chám. Thank you.
chỉ làm ekip sổ lên. Còn ekip thì đánh mày. Có thể là nhiệt đẹp lắm. Hả? Không là cái gì nữa? Sổ Action gear cả. Khi được hát lên thì đét lên tay sợn rồi sợn một con ớt 19 không có ấy nhỉ có đấm chết nếu Super Heavy Monster đấm chết coi đấm lên nước lọc nha em Monster mình nói là chỉ view up to 2 lúc Super Heavy Sakurai còn bấy nhiêu mình cho cái này vào công này phải không đi chơi một spell chap lên sang em và target một spell chap lên sang em và một con tàu anh để chơi first target và second target phải không công được không nó có hai ép á, ép sợt với ép chuyển công. Thank you.
chưa chưa gì hết, chưa làm gì hết. Có cái nào bé gì cái màu màu thấy chặt từ một đúng không? Tắt cái con này công còn tám trăm hết. Sau một ngày
Rồi chơi đi. Thank you.
khi có được hai con tờ sò và Olin nó chỉ cùng lúc sò một lên và nam hai rồi chi hai con Ben lên là sò cùng lúc. Nói chung là từ khi ông mất
thì cái bản Triều Tiên còn lên giá là dữ lắm. Cái bản là như 50 triệu đó. Trước cho mượn em nha. Sau mượn em chơi một gà hay một con Thank you.
Vừa ba vừa sầu lúc nào có combo.